Này, dạ, sao rồi? Nó nhắn lại cho con chưa? Không nhắn lại một tin nào mẹ. Không nhắn lại, cũng không gọi lại. Vâng, hàng trăm cuộc cũng không gọi lại. Ôi giời ơi. Đi từ sáng đến giờ mà gọi không nghe máy thì chắc chắn là chỉ có Sa Đà với quán nhậu ở đấy thôi. Sáng sớm mảnh mắt ra đã đi nhậu rồi. Về say lè nhà lè nhèm. Đã thế nhà vợ gọi thì không thèm nghe máy. Để vợ lo lắng, đấy, cứ bảo là tại sao là vợ hay nói. Là bởi vì cứ như thế này nên phải nói đấy. Thôi, im đi. Anh quát tôi im á? Con ơi, anh dám quát tôi à? Nó đang say con ơi. Này, này nhường hơi nhiều rồi nhá. Anh nói linh tinh là thằng này oánh cho một trận thì đừng có mà trách. Đó. Ôi trời ơi. Thôi thôi con. Mẹ, mẹ bảo là im ngay. Con cũng im đi, các cụ đã nói rồi. Chồng nóng thì vợ bớt nhời, cơm sôi bớt lửa, không đời nào khê. Bây giờ nó đang say, mẹ xin con đừng chấp với nó nữa. Đừng có căng với nó nữa. Không được rồi. Phải dạy lại đây này, tôi nói với cô nhá. Cô là làm vợ tôi là hơi lâu rồi nha, nha. Khổ quá cơ, mẹ im đi rồi. Ôi, vì mẹ con nhịn đấy ạ. Thôi. Sao làm gì? Định làm gì? À? Con ngọt ngào. Em bảo này, uống rượu như thế là hại cái sức khỏe lắm đấy. Đi uống về có mệt không? Đau đầu không? Con có mệt không? Đang hơi đau đầu thôi. Đây, con nằm ra đây. Em thấy nằm ra đây. Con nằm ra đây, vợ nó bóp đầu. Em bóp đầu cho, rồi tí nữa em pha cho con nước chanh giải rượu nhá. Con đừng lên tấn nữa, nó sợ. Bóp đầu à? Bóp đầu đi được. Đây, nằm xuống đây. Đấy. Bóp đầu cho nó nhá. Mẹ vào mẹ nấu cho nó bát cháo nhá. Em đâu ơi. Bát thiết tha mà đâu. Ôi trời, sao ngủ ở đây nhỉ? Ngủ đau đầu quá. Sao? Anh tỉnh rồi đấy à? Vâng ạ. Mà mẹ ơi, sao tự nhiên con lại ngủ ở đây? Con ngủ từ trưa đến giờ đấy à? Không ngủ ở đây thì ai thần thông quảng đại, ai có sức khỏe mà bê vác anh lên gác được? Con uống nhiều quá, về bằng cách nào cũng không nhớ. Thế là vợ con lại mắng con. Mắng? Thế là con lại mất hết bản lĩnh đàn ông, lại quỳ xin vợ con rồi khóc lóc mếu máo hả? Đúng là say, chứ không nhớ gì thật cả. Không, con còn nhớ cái gì đâu. Đây, thế anh không nhớ thì mẹ nói cho anh nghe nhé. Từ trưa đến giờ anh đi uống rượu say khướt, say mềm về, xong anh quát tháo âm mỹ lên, anh một dọa đánh thở, làm cho con bé sợ xanh mắt vào. Đấy, thế là bắt đầu là nó chăm anh từ trưa đến giờ đấy. Nhớ ra chưa? À, thế thì con nhớ ra rồi. Sáng nay, mấy thằng bạn con mới rủ con đi ra ăn sáng. Xong rồi bọn con có tâm sự về cái chuyện vợ. Thế là bọn nó có dạy con là phải làm một ít vitamin hung hăng vào. Xong rồi về mình điều trị vợ. Mình phải quát mắng vợ để cho vợ nó sợ mình, để cho vợ nó không dám bật mình nữa. Thế là con áp dụng y như thế luôn ạ. Rượu vào cái là biến thành người khác ngay cơ mà. Thế nhưng mà con thấy là áp dụng như thế cũng đúng đấy chứ ạ. Về nhá, quát mắng vợ con mà vợ con không dám bật. Bình thường ấy, con cứ chiều vợ quá, cho nên là cô ấy mới được nước lấn tới. Chứ còn bây giờ nhá, con không bao giờ để cho như thế nữa. Con nhận ra điều đó rồi. Con nhận ra điều gì? Là đàn ông ấy là phải có dũng khí. Đúng, đương nhiên đàn ông phải có dũng khí. Đàn ông phải sống sao cho đúng đàn ông. Có như thế vợ nó mới nể được. Có dũng khí không sợ vợ nữa thôi. Hay nhà. Ra đây ngồi nhặt rau hóng mát. Quần áo phơi chưa? Ôi chết rồi, em quên mất đấy.
Anh vào anh chơi hộ em nhá. Này, tôi là chồng cô, không phải con cô nhá. Mà cô không phải là mẹ tôi, mà sai tôi. Vờ va vớ vẩn. Anh nói cái gì đấy? Nói cái gì ạ? Tôi nói lại cho cô nhé. Cô ăn cô có quên không? Mà giặt quần áo cô lại quên hả? Ôi các con, có cái chuyện gì của mấy nhỏ? Làm sao các con cứ ầm ầm lên thế? Hàng xóm người ta nghe người ta cười cho chết đấy. Con không sợ cười. Đấy mẹ nhìn thế này. Nói không nghe mắt chích lườm không? À, nào. Này nhá, trả với nơi sản xuất bây giờ thích nhìn không? Anh không cần phải dọa, tôi tự đi nhá. Anh cứ quát nạt, anh khách dịch, anh quá đáng với tôi lắm. Thế anh coi tôi là vợ hay là người giúp việc trong cái nhà này? Cái lúc anh say thì tôi không thèm chấp đâu, nhưng mà anh tỉnh táo anh vẫn thế. Anh thay đổi rồi. Tôi nói cho anh nghe này, người giúp việc ý, người ta đến làm ở trong cái nhà này này, người ta phải lo việc nhà, người ta chịu anh sai khiến, chịu anh quát mắng, nhưng mà ít nhất thì người ta còn có lương. Còn tôi thì sao? Tôi chả có đồng lương nào cả. Hay là anh nghĩ rằng là tôi là vợ của anh là dĩ nhiên là tôi phải chịu đựng tất cả những điều đấy? Tôi không nhá. Tôi có tự trọng của tôi có liêm sỉ của tôi. Thôi con ơi, mẹ xin con. Mẹ, con xin phép mẹ, con đi sang nhà mẹ con vài hôm ạ. Con ơi, con bình tĩnh nào con ơi. Ôi giời, cái thằng này thầy nói nó như thế này phải không hả? Nhưng mà đấy là dũng khí đàn ông của con. Dũng khí cái gì? Mày có biết dũng khí như thế? Đàn ông ấy mà mắng vợ, mà hành hạ vợ như thế là mày sỉ nhục hai chữ đàn ông đi, hiểu chưa? Chạy nhanh vào xin lỗi nó. Xin lỗi à? Đi vào xin lỗi nhanh lên. Nhưng mà ba cái gì? Đi vào.